Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha em ơi. Lần này thì sau khi Hoàng Binh thành công cây đao tốc độ đánh 20 sát thương 15. Cái đao này ở server hiện tại bây giờ chưa có cái đao nào hơn đao này nha. Hiện tại mà đỡ nói mà cái đao tốc 20 hoặc 30 hợp kim thì chưa có cái đao nào nha. Còn cái đao Khải cả tốc, cả sát thương dùng rất đáng tiếc là dùng 2 thôi. Tuy nhiên nó không được đẹp nhưng mà Khải so với hiện tại bây giờ thì hơn 10 ngày trôi qua server thì cái này thì Khải Hoàng Binh từ sông đao ra nè. Thì Khải khẳng định cái này là về cái dạng mà hợp kim. Đao hợp kim thì cái này dạng no 1 rồi nha anh em. Còn sau này thì có thêm cái đao nào thì Khải sẽ sau cho anh em xem. Còn chưa có, hiện tại bây giờ thì chưa có cái đao nào anh em. Vừa rồi thì Khải thấy có một cái nỏ tốc 20 sát thương 23, cũng dạng là nỏ no 1 đó nè. Các cung cung đang sử dụng. Bây giờ thì Khải sẽ lên đảo cho anh em xem. Khải sẽ ép thêm sức mạnh nữa nè. Ép thêm sức mạnh nha mọi người. Rồi. Rồi trước khi ép sức mạnh thì Khải sau đồ sơ qua cho anh em xem. Lượng máu Khải tầm 2k2. Gần lượng máu bao nhiêu là cái tính cân đo đồng đếm của anh em. Đây, trước khi tăng cho anh em xem đồ này. Tại sơ đồ Khải thì 80 chón, 85 chậm nha anh em. Điểm kỹ năng tải rồi, điểm kỹ năng tải rồi anh em ơi, điểm kỹ năng bước trước tải rồi. 80 chậm này anh em ơi, 40 chậm từ nón này anh em. Rồi 40 chậm từ đai lưng thì hiện tại Khải được 80 chậm nha anh em. Đó, 80 chậm anh em, đó từ hai món này 80 chậm. Đó. Rồi, tiếp tục đó là 80 chón là từ đôi giày. Đôi giày này thì Khải lấy hiệu ứng anh em ơi, hiện tại bây giờ thì đỡ mua đôi giày đẹp hơn thì Khải chưa có nên là Khải chưa mua. Chưa thấy hay bán anh em. 40 chón từ đôi giày này và 20 chón từ nhẫn này anh em. Đó, nhẫn 20 sinh lực lực. Và nhẫn này cũng 20 sinh lực lực. Cái này không đẹp, không đẹp bằng cái nhẫn trên. Rồi bao tay, khăn lôi 17 và sinh lực lực cao. Nói chung là công lôn là ưu tiên sinh lực cao là ok nè. Ngọc bội này thì được lấy được cái dòng sức mạnh 17 nè, nhưng mà sinh lực hơi thấp quá. Đó, rồi áo thì Khải lấy dòng kháng lôi 28 phục hồi 40. Giá chiền thì Khải lấy sinh lực 110 và kháng băng. Đó, nói chung là lấy dòng sinh lực thôi chứ cũng chẳng có dòng gì hơn nè. Rồi cái đao thì khỏi phải nói rồi. Cái đao này như Khải nói từ đầu thì nó cũng dạng so với hiện tại bây giờ hơn hơn 10 ngày open server thì đao này dạng no 1 server rồi nè. Chưa có cái đao nào hợp kim hơn nha. Rồi, đó, bây giờ thì Khải sẽ tăng điểm anh em ơi. Xem lượng sức mạnh, tăng sức mạnh 201 à. 202. Lực tây, Khải sẽ lên lực tây 3k4 đi. Khải sẽ quấn lên lực tây 3k4 đi. Độ lượng máu hơi thấp nha. Kiểu này sẽ tăng sức mạnh 201 anh em ơi. 201 hơi căng nha. 300 đi. 300, 300 sức mạnh, 310 sao. Rồi ok 300. Mấy ơi, mấy ông kia ta biết vãi rồi. Hôm nay đánh vô xe chứ bật ngứa, tự bật luôn nè. Mấy biết quá. Rồi kiểu này Khải tăng sức mạnh cũng 260 rồi em ơi. Vì không đỡ mà đánh được. Khải đánh chưa quen á, không dám tăng sức mạnh nhiều nè. Tăng sức mạnh nhiều thì dở banh quá. Thôi lên lực tay 3k4 đi. 3k4 hợp lý. Rồi 260 nha em. 265. Rồi lại còn lại máu nha mọi người. Rồi máu 2k đó. Chứ máu thấp đánh vô phản đam dở chết lắm anh em. Rồi ok. Chúng mấy thì Khải cứ tăng như vậy anh em. Sau này nếu mà có thêm tại kênh này nọ Khải sẽ cảm giác Khải bơ ca ổn. Khải sẽ tăng thêm sức mạnh nha. Chứ Khải nói chung là lâu lâu Khải cầm con luôn. Không có quen như những anh em khác. Nên là Khải không dám tăng nhiều nè. Tại vì quấn vô phản đam gơ lắm anh em. Đó tầm này nếu mình này. Đó kháng Khải thì Khải chỉ lấy hiệu ứng thôi nè, nên là kháng họ Khải không có. Và tổng kim Khải cắn lách kháng họ nè. Với lại chiến cổ này nọ thì kháng họ Khải cũng được 75+1, 75+2 nè. Tối nay tự tin YouTube luôn nè. Đúng rồi, tối nay đánh tổng kim, tối nay thì Khải sẽ tự tin YouTube luôn nè. Tầm đồ này dặn đẹp rồi nè em ơi. Cái nón này thì được bà Tăng tặng này. Đai lưng này Khải mua 1,5 kim này. Áo này Khải mua 2,5 kim này. Đao này thì Khải mua foil 2 kim. Và ép từ sông đao cấp 6 lên cấp 10 tốn 2 kim nữa là 4 kim. Và Hoàng Binh hơn quá một lần một là tính ra cái đao này Khải chưa tới 10 kim nè. Quá đẹp luôn nè em ơi. Nếu mà Hoàng Binh đen đen thì 20-30 kim là bình thường nè. Cái chuyện này đánh tranh ra. Bao tay này thì mua 300 xu. Nhẫn này mua 1 kim. Nhẫn này mua 300 xu. Ngọc bội này tranh ra. Còn giày này mua 500 xu. Đó, xếp đồ thì khá bình thường nè. Xếp đồ thì quay đầu khoảng 1 triệu quay đầu thôi nè. Khoảng 15 kim quay đầu nè. Đó. Còn nếu mà đỡ cái đao này mà giờ ra bán cái đao này bèo lắm khoảng 15-20 kim nè. Nếu mà đỡ bán nha. Tại vì nếu mà này được bán thì giá tầm 15-20 kim ít nhất phải 1 triệu ấy.
Cả số đồ Khải hơn 1 triệu thôi nè, không có nhiều lắm. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho video Khải một like chia sẻ nè em ơi. Tối nay sẽ cố gắng lấy top tống kia nè. Đó, cũng Khải cũng sau cho anh em xem cách tăng điểm cũng như là của Khải cho anh em xem nha.